Rồi thì bây giờ mình sẽ tiếp tục cái phần category hả các bạn. Ở đây thì các bạn sẽ mở lại cho mình cái phần index nè. Ở đây là add category ha. Đang và cái controller là category. Rồi ok, thì bây giờ mình mở cái product controller lên để mình copy cái phần thêm nè các bạn. Phần thêm thì tạo trang red trước ha, sẽ cái trang view Razor trang red các bạn. Rồi. Thì trong cái trang red này bây giờ mình sẽ copy từ cái trang red của tầng product đi. Rồi cái query model red cái query ha. Rồi trang này trang red cái query grab rồi mình vẫn vẫn đứng nguyên cái form như vậy nè các bạn, cũng mua đồ luôn để mình kiểm tra nè. Prime mình không có đúng không, các bạn xóa những cái mình không có đi. Description mình có nè, cái category ID không có nè, frame không có nè, in main không có luôn ha, mình không có plot in main. Grab back to list to category ha. Rồi cái này mình không cần các bạn script này các bạn, không cần này, mình chỉ cần cái validate thôi các bạn ha, để nó kiểm tra cái dữ liệu đầu vào các bạn. Rồi cái trường name này các bạn nó phải tích hợp ha, nó phải tích hợp với status. Status bây giờ mình sẽ các bạn mở lại cho mình cái phần red của thằng graph lên, mình sẽ copy từ cái thằng select này cho cái phần status ha. Rồi status for status luôn các bạn. Rồi. Không cần cái spare hay không ha. Status đầu tiên là hiển thị. Thì ở đây cái value của nó đầu tiên là bằng 1 các bạn ha, 1 là cho hiển thị đi. Thì. Còn không là cho ẩn ha. Không là cho ẩn. Rồi. Ở đây thì mình sẽ là status. Ok, create to list. Tiếp tục các bạn quay lại cho mình sau khi xong trang red rồi. Bây giờ mình sẽ copy từ public nè. Ok, trang red view ha. Tắt đi. Rồi, bắt ra trang red nè, không cần phải lấy brand thương hiệu, chỉ cần trả về view thôi các bạn. Tại trang nó không có cần dữ liệu gì hết ha, nó chỉ cần trả về cái trang view thôi. Rồi, add cái query. Đây nè các bạn, cái trang đó là các bạn hiển thị hoặc không hiển thị ha. Rồi bây giờ các bạn lít thử cái grid. Rồi, nè, the name field is required nè. Ok là model nó ok nè các bạn ha. Ủa, nó một ok đó. Bây giờ mình sẽ mở lại cái query model nè. Đây thì min clan. Ở đây các bạn sẽ bỏ cái yêu cầu required, bỏ cái min clan cho mình ha. Rồi yêu cầu nhập tên danh mục bỏ min clan đi. Rồi yêu cầu nhập thôi chứ không có thấp nhiều hay ít ha các bạn. Yêu cầu mà mô tả rồi ok, hot reload lại. Status thì mình khỏi cần yêu cầu các bạn, tại đầu tiên là nó chọn hiển thị rồi. Đó, yêu cầu nhập mô tả, yêu cầu nhập tên danh mục required name. Name này nó chưa chạy nè các bạn. Name string name for name đúng rồi nè, nhưng mà mình rebuild lại đi các bạn ha. Rebuild lại để nó chạy lại. Ok nè các bạn. À hồi nãy là có cái dấu cách các bạn. Dấu cách thì nó tự hiểu là một ký tự ha. Yêu cầu tên danh mục. Rồi ok. Bây giờ thì mình sẽ tiếp tục qua phần product controller nè. Bây giờ mình sẽ copy cái trang grid này ha. Grid này thì các bạn sẽ copy nguyên cái public luôn các bạn. Copy nguyên cái public luôn ha. Copy. Mình chỉnh từ từ các bạn ha. Rồi. Trong view ở đây cho lờ qua rồi bát ra nha các bạn.
Rồi, cái này là gì các bạn? Cái này là cái query model. Cái query model, đúng không? Anh ta lát enter để em sử dụng là model trong cái project của mình ha. Ở đây là cái query các bạn. Rồi, tiếp tục các bạn copy cho mình thêm còn thiếu là HTTPS và Validate Parent Key ha. Token, hai cái này. Rồi, không cần hai cái này. Rồi, nếu model style is valid có nghĩa là những cái tình trạng model là ok hết ha. Còn không thôi thì kiểm tra model, thì ở đây thì các bạn vẫn giúp viên ha. Model có vài thứ bị lỗi thì nó tự tự xuất ra cho mình. Cái này các bạn đổi lại cho mình là cái query để trả về cái category ha, cái dữ liệu mà bị lỗi các bạn. Rồi, ở đây là category select bằng gì các bạn? Bằng cái category name đúng không? Replay, rồi, tự động tạo nè. Sau đó là select bằng gì các bạn? Bằng nếu select đã có thì ở đây nhé, các bạn sẽ cho là profile category query. Rồi, mình tìm cho các bạn category luôn nhé các bạn. Select bằng gì các bạn? Category select. Rồi. Thì là gì? Thì là danh mục ha, mục đã có trong database. Quay trở về cái query. Rồi. Này là tìm slot nè, ví dụ như mà cái slot nào mà đã thêm rồi ha, ví dụ như Apple mình đã thêm rồi, PC mình đã thêm rồi thì nó sẽ là danh mục đã có trong database ha. Trở về view category. Rồi, sau đó là cái này không có hình ảnh các bạn, không có hình ảnh thì mình cho ban luôn. Rồi, mình chỉ việc là data context add thì các bạn add category. Rồi, thì tại sao nó cái ASP này nó khác PHP là ở chỗ là mình phải khai báo là ví dụ như cái ví dụ nha, ví dụ như là cái trừ category đi ha. Rồi, và ví dụ đi là cái biến nè ha, ở đây thì biến nó ví dụ var đi ha, và cái category nè, và cái category thì bằng nhiều bạn bằng new class category nếu mà trong PHP ha, category nó sẽ bằng như thế này. Rồi, lấy ra cái lá đúng không? À, cái model chứ. Thì ví dụ như cái model thì trong cái model nó có cái trường gì? Ví dụ như cái query nó có trường là slug bằng gì các bạn? Ví dụ như bằng data mình đã lấy ha. Ví dụ như là bằng data slug mình đã lấy thì nó thêm như thế này. Đó. À, rồi ví dụ như là name thì nó thêm như thế này, đúng không? Nó khai báo từng trường như thế này nè. Đó, trường trường như thế này. Thì tại sao mà mình không cần phải khai báo từng trường? Tại vì mình có data context rồi các bạn. Ha, mình có data context rồi thì trong data context này á nó sẽ tự hiểu, nó tự suy ra cái câu lệnh của MySQL và nó chèn vào cái MySQL cho mình luôn ha, nó tự suy ra luôn, nó tự suy ra luôn ha. Thì từ câu lệnh của ASP nó suy ra câu lệnh của MySQL, sau đó là nó insert vào cho mình luôn ha, không cần mình phải là delete from rồi update from rồi set data là nhiêu 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 ha, thì nó tự động nó suy ra câu lệnh MySQL cho mình luôn ha, rất là tiện các bạn ha. Với một điều kiện là các bạn phải là sử dụng model database context nó đúng ha, thì nó sẽ tự hiểu cho mình. Rồi, ok, same chain. Rồi, thêm danh mục thành công các bạn. Rồi, quay trở về trang index nè. Còn thôi, bộ đồ bị lỗi, trả về trang view ha. Với gì? Với cái query, nó đẩy về là mô đồ nào nó bị hư ha, mô đồ nào nó thiếu, mô đồ nào nó không có ổn ha, thì nó trả về cho mình. Rồi, bây giờ mình sẽ review lại luôn các bạn. Bây giờ mình sẽ thêm một cái tên danh mục mới như là phụ kiện đi ha. Phụ kiện máy tính đi. Rồi, description phụ kiện máy tính là gì đó, là ABC gì đó, XYZ gì đó ha, tùy theo các bạn mô tả thôi. Như vậy nè, tạo. Rồi, là slot field is required ha, slot field required thì đó, thì nếu mà bị lỗi một cái nè các bạn thì nó sẽ trả về model style liền ha. Cái lỗi đó là gì thì nó sẽ bad request ha, nó trả về là đây để mình biết được là cái lỗi nằm ở đâu thì mình sửa được ha các bạn. Rồi thì nếu mà slot yêu cầu slot add category, các bạn mở lại cho mình cái category model, các bạn bỏ cho mình cái dòng required yêu cầu ở trên cái slot đi các bạn. Tại vì sao? Tại vì cái trường slot mình không có, cái dữ liệu mình slot mình không có, cái dữ liệu slot là mình tạo tự động từ cái name các bạn ha, cho nên là mình bỏ nó đi. Rồi, ok ha. Rồi, bây giờ thì mình sẽ thử lại các bạn. Bây giờ mình sẽ, đó, nó trả về một lỗi và số thứ đó ha. Rồi, bây giờ mình sẽ làm lại ha. Bây giờ mình sẽ để là Apple
MacBook rồi PC có gì tablet hả? Rồi ok tablet đi ha. Tablet. Rồi. Tạo. Ok nè các bạn, nó sẽ tạo cho mình là được tablet nè. Bây giờ mình sẽ tạo tiếp là phụ kiện nha. Kiện như là accessory thì vậy. À, accessories. À, như là accessory phụ kiện thì vậy. Có hỏi không? Đúng rồi. Đó, ok. Đó. Thì bây giờ mình sẽ edit và delete cho các bạn ha.